Sai lầm hàng thủ giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia đã kết thúc với trận bán kết 1 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia đã kết thúc với phần thắng 3 không nghiêm về các cầu thủ trẻ của Malaysia. Đây là trận đấu mà hàng phòng ngự của huấn luyện viên Đinh Thế Nam bộc lộ rất nhiều sai sót. Bàn thua đầu tiên đến từ tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ Hà Châu Phi, tạo khoảng trống thuận lợi cho cầu thủ số 18 Mốt Phai Gian bên phía Malaysia dứt điểm chéo góc, làm bó tay thủ thành Cao Văn Bình. Trước khi nhận những bàn thua, U19 Việt Nam đều đã tạo ra được thế trận dồn ép khá tốt, buộc đối thủ phải lùi cả đội hình về phòng ngự. Thế nhưng chỉ cần một vài tình huống mất tập trung từ các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, U19 Malaysia đều tận dụng một cách vô cùng hiệu quả. Phút 70 của hiệp 2, từ một pha phản công bên cánh phải, cầu thủ và sân thay người Hakumi Azim vượt qua Văn Sơn và cắt ngang cho Hà Quang Minh nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, những phút cuối trận, xuất phát từ pha phá bóng hụt của trung vệ Trịnh Hoàng Cảnh, sai lầm này đã mở ra khoảng trống mênh mông cho Haikan Dadit băng số đối mặt và dễ dàng đánh lừa thủ môn Văn Bình, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Malaysia. Có lẽ việc phải căng sức thi đấu 6 trận trong vòng 11 ngày khiến thể lực của Bắc Khang và đồng đội không còn được đảm bảo. Chúng ta có đến 4 trận đấu vắt kiệt sức lực trước các đối thủ Indonesia, Philippines, Myanmar và Thái Lan. Trong khi đó, bảng đấu của U19 Malaysia quá nhẹ đồ, thậm chí sau khi đã có vé vào bán kết, Malaysia chỉ ra sân với đội hình dự bị ở trận cuối gặp U19 Lào và sẵn sàng chấp nhận thất bại để giữ thể lực cho các trụ cột trước trận bán kết với U19 Việt Nam.